Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của khí hậu hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng chỉ giảm nhẹ biến đổi khí hậu là chưa đủ. Thích ứng với biến đổi khí hậu là điều bắt buộc. Ưu tiên hàng đầu của các cơ quan khí tượng thủy văn trên toàn thế giới là cải thiện hệ thống cảnh báo sớm. Trong bản thông điệp Ngày Khí tượng Thế giới năm 2024, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới nhấn mạnh, các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, thành viên của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu. Cộng đồng WMO luôn nỗ lực cung cấp các công cụ và kiến thức để giảm nhẹ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bởi vậy, chủ đề của Ngày Khí tượng Thế giới năm nay là Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu. Theo bà Celeste Solo, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới, ứng phó biến đổi khí hậu có ý nghĩa khác nhau đối với từng cá nhân. Nhưng tất cả chúng ta đều công nhận rằng đây là nhiệm vụ cấp bách, cần thiết và phải cùng nhau chung tay ứng phó. Trên cơ sở đó, WMO đã khởi xướng chương trình giám sát nhà kính toàn cầu nhằm tạo ra nhiều hơn các giải pháp hỗ trợ việc ra quyết định và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, bà Celeste Solo nhấn mạnh, chỉ giảm nhẹ biến đổi khí hậu thôi là chưa đủ, thích ứng với biến đổi khí hậu là điều bắt buộc. Đối với nhiều người, đây là vấn đề sống còn. Bà Celeste Solo cho rằng, ưu tiên hàng đầu của các cơ quan khí tượng thủy văn trên toàn thế giới là cải thiện hệ thống cảnh báo sớm. Đây là vấn đề then chốt trong công tác thích ứng, giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Cho đến nay, nhiều quốc gia vẫn chưa có đủ khả năng để cung cấp những thông tin cảnh báo sớm nhằm bảo vệ người dân. Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Việt Nam là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng lớn bởi thiên tai. Do tác động của biến đổi khí hậu, nên những năm gần đây thiên tai khốc liệt, cực đoan, bất thường, tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ ngày càng phổ biến, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Dự báo xu thế thiên tai này còn tiếp tục trong thời gian tới theo hướng cực đoan và bất thường hơn. Thực tế này đòi hỏi ngành khí tượng thủy văn phải không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai. Với nhu cầu của xã hội đối với thông tin khí tượng thủy văn ngày càng chi tiết định lượng hơn, ngành khí tượng thủy văn Việt Nam đã từng bước hiện đại hóa để nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt trong vấn đề dự báo thời tiết nguy hiểm, mang tính cực đoan, gồm mưa lớn, mưa cực trị, tác động của bão. Từ các hệ thống quan trắc nặng tính thủ công đã chuyển sang các hệ thống quan trắc tự động. Các loại quan trắc thám sát mới đã được ứng dụng trong công tác cảnh báo thời tiết nguy hiểm, tức thời, từ hệ thống định vị xét toàn cầu, từ vệ tinh và hệ thống định vị rông sét mặt đất hiện đại của Phần Lan. Đối với việc ứng dụng công nghệ dự báo số, từ cuối năm 2018, với việc triển khai một cách đồng bộ, từ việc nâng cấp tính toán, hệ thống siêu máy tính Cray XC40, cùng việc đan dày đa dạng hóa công nghệ quan trắc, đã bước đầu cho phép thử nghiệm công nghệ đồng hóa số liệu, song song với công nghệ mô hình dự báo số chi tiết, phân giải cao, vào trong sự nghiệp vụ dự báo thời tiết tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới. Thưa quý vị, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cũng cho biết, trong năm 2023, châu Á là khu vực chịu nhiều thiên tai nhất thế giới do các hiểm họa liên quan đến khí hậu, lũ lụt và bão đã gây ra số thương vong cao nhất tại đây. Trong báo cáo công bố hôm 23 tháng 4, WMO cho biết 79 thảm họa liên quan đến các sự kiện khí tượng thủy văn đã được báo cáo ở châu Á vào năm 2023. Hơn 80% trong số này liên quan đến lũ lụt và bão, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng. Tổng thư ký WMO Celeste Solo cho biết, năm 2023, nhiều quốc gia trong khu vực đã trải qua năm nóng kỷ lục, cùng với hàng loạt điều kiện khắc nghiệt, từ hạn hán, nắng nóng, đến lũ lụt và bão. Biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm tần suất và mức độ nghiêm trọng của những hiện tượng này. Theo WMO, châu Á đang nóng lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. Năm ngoái, nhiệt độ trung bình cao được ghi nhận từ Tây Siberia đến Trung Á, cũng như từ miền đông Trung Quốc đến Nhật Bản. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng hầu hết các sông băng ở vùng núi cao ở châu Á đều bị mất khối lượng băng đáng kể do nhiệt độ cao và điều kiện khô hạn kỷ lục. Tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực ngày 30 tháng 4. Thành phố Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 4, nắng nóng, ít khả năng có mưa rông. Từ ngày 30 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, ngày nắng không mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 4, ngày nắng có nơi nắng nóng, vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ ngày 30 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, nắng nóng có xu hướng giảm dần, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, có nơi thậm chí trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ.
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành trên cả nước. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.